Và hôm nay thật ra là có event từ hồi khuya hôm qua lận. Đó là event của Evermess. Lý do mà có cái event này, nó event chứ mình nghĩ nó không phải là cái event đâu, đó là chỉ là một cái quảng bá thôi. Và nó hoàn toàn không cho chúng ta một cái vật phẩm gì gọi là miễn phí cả. Và các bạn bắt buộc phải mua bằng Robux khi mà vào cái game này. Cho nên là cái này mình chỉ nói cho các bạn hiểu thôi, chứ không, trong đây là không có cái vật phẩm nào để cho các bạn lấy miễn phí cả. Đây là cái quá trình mà quảng bá cái album của Evermix, đó là Heaven and Hell. Đó, thì ở đây để mình xem, rất thu hút nhiều người chơi ha. Còn đâu rồi mấy cái huy hiệu đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có thấy cái huy hiệu mà, đâu mất tiêu rồi. Đây 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 đây. Thì đây là những cái huy hiệu mà trong khi mà chúng ta tham gia cái event này, nhưng mà các bạn phải mua những cái vật phẩm này nó mới cho bạn đó. Nhìn tóc tai, kiếm này kia, vòng cổ này kia, bông tai này kia, cánh này kia, nó rất là thu hút ha. Nhưng thật ra phải có tiền mới mua được. Rồi bây giờ mình sẽ vào game review cho các bạn xem cái event này nó như thế nào. Cái event này nó giống như là một cái vết xe đổ của cái event Wonder Woman thôi, nó không khác gì. Nhưng mà event Wonder Woman được cái là mình cài tiền trong đó rồi mình mua bằng tiền thì cũng có vài vật phẩm. Nhưng cái này hoàn toàn là mua bằng Robux hết luôn ấy. Ok, và mình đã vào game rồi. Và có một điều khá là hay ho trong cái game này, đó chính là nó bật nhạc của Evermix. Thì là những cái nhạc này mình nghĩ là rất các bạn sẽ rất là biết luôn mà, đúng không? Tại vì có nhiều bản rất là hay luôn. Như có cái bài gì mà ta, Oh Shipper the Psycho gì đó. Bởi vì mình sợ vấn đề bản quyền nhạc nên là mình tắt hết nhạc rồi. Các bạn chỉ có thể nghe được âm thanh của mình thôi. Chứ mà khi vào game này á, nhạc hay lắm. Đây, thì đây là cái cửa hàng mà các bạn phải mua những cái vật phẩm trong cái event hút máu này. Đó, để mình cho các bạn xem. Đây, đôi bông tai, hình như cái này là đôi bông tai 99 Robux nè, vòng cổ 99 nè. Còn cái này như là cái tai hả? Tôi cũng biết cái này cái tai phải không? 99 luôn. Mái tóc bạch kim giống như của Ever thì là 150 Robux, hoặc là màu cam 150. Cái kiếm 150. Cái kiếm khác 150. Và hai cái đôi cánh 200 Robux bằng giá nhau này. Một cái màu đỏ, màu như màu hồng két á. Ủa màu hồng hạt chứ, màu hồng hạt. Với lại một cái cánh bạch kim. Ai mà mua cho được, ai mà cứ dư tiền. Trời, số tiền này mình có thể mua những cái vật phẩm cute khác luôn á. À, bên cạnh đó, nói chung là hai bên, ba bên chứ, bên nào cũng là gian hàng bán đồ hết mấy bạn. Vậy đó. Rồi trong cái map này á thì nó có vòng vòng mấy cái đồng tiền này thì các bạn có thể đi nhặt nè. Thật ra thì nó có cho cái nhiệm vụ nữa, nhưng mà mình thì mình lùi á, tại vì nó không cho mình cái vật phẩm thiết thực nên là mình cũng không có gọi là cày á. Thì các bạn đi qua những cái chỗ này nè, qua những cái chỗ này sẽ nhận nhiệm vụ. Thì hồi nãy là mình có làm được 3 cái nhiệm vụ và nó cho mình 3 món. Một cái đường lửa này là cái đường mà hiệu ứng mà khi mà các bạn chạy thì nó sẽ xuất hiện phía sau á nè. Đó. Rồi cái này là cái gì nhờ? Mình không biết phải nói như thế nào, nhưng mà như là cái vòng ở trên đeo trên đầu mà thiên thần gì á. Tại vì mình đợi cái nón Dino nó che mất tiêu rồi. Với lại một cái tay cầm, hình như cái này là cái huy hiệu của Evermix. Ever, không biết có âm đúng không nữa. Ok, để bây giờ mình đi qua chỗ này cái nha. Đoạn này thì nó hơi zoom zoom nhảy nhảy, hơi khó. Mình thì mình là chúa dở upi luôn mấy bạn ơi. Mình để coi khoảng 5-6 lần gì đó thì mình mới qua được bến đồ bên kia. Tại vì điện thoại mà nó khó di chuyển. Với lại mình hồi sáng mình chơi trên điện thoại cũ. Và mình và mình đang quay cái điện thoại cũ luôn. Cái điện thoại mới đang sạc pin này. Ok, một cái nữa thôi mà rớt nữa thôi là hết biết nói con Phương sao luôn á. Thôi được rồi, mừng quá mấy má ơi. Ở đây là cái cửa hàng. Cái chỗ nào gian hàng nào cũng là cái cửa hàng hết vậy. Nè, nó kêu kiếm 10 cái gì đó. Nè nè, nhiệm vụ nè.
có đi tìm Evermark nữa. Hình như cái này mình kiếm rồi. Trời ơi, đó thì các bạn coi nhìn nhiệm vụ. Hoặc là các bạn có thể coi của ông Kunobade. Ông ấy sẽ hướng dẫn cho các bạn tận tình luôn. Và ông chính ông ấy cũng bảo là cái event này nó khá là trash, rác rưởi. Thật luôn á, từ khi mà Roblox cắt bỏ những cái event á, bản thân mình cảm thấy khá là nản Roblox luôn. Keyboard dễ sợ luôn. Hồi xưa là hàng tháng là mỗi tháng đều có một cái event nhận đồ miễn phí, rất là vui. Còn bây giờ thì chán chả muốn nói luôn á. Có tiền nữa này, lụm. Đó thì mình chỉ nói sương sương cho các bạn vậy thôi. Các bạn hãy vào game này khám phá đi nha. Và nếu mà các bạn thích những cái vật phẩm mà bán trong cửa hàng này thì các bạn có thể mua. Nếu các bạn muốn hóa thân hoặc là cosplay thành Evermark, tùy các bạn thôi. Ok, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Và có những bạn thắc mắc là cái code mà con mèo phù thủy đó không biết khi nào ra. Thì mình cũng chưa biết là khi nào ra nữa. Thì chừng nào có thì mình sẽ làm video. Chứ không lẽ mình ém luôn. Mình là chuyên gia về làm những cái vật phẩm code mà. Cái cơ hội đó làm sao mà mình bỏ qua được mà, đúng không? Các bạn cứ hóng chờ đi. Khi nào có thì mình sẽ làm thông báo ngay. Bye bye.